Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin thời sự thứ bảy ngày 13 tháng 3 có một số nội dung đáng chú ý sau. Trạm y tế xã Nậm Ban thực hiện tốt công tác khai báo y tế và phòng chống dịch COVID-19. Trường tiểu học số 2 thành phố Lai Châu tăng cường giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh. Ngày 3 tháng 5 năm 2021, Ngày hội của toàn dân và cử tri Lai Châu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay đang vui mừng cho ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì Tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, đồng thời sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ta chọn người thật đúng, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo hướng dẫn số 36 ngày 20 tháng 1 năm 2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự, đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngoài các tiêu chuẩn chung, người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách còn phải đáp ứng các yêu cầu điều kiện sau. Có trình độ đào tạo đại học trở lên. Người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ từ vụ trưởng và tương đương, chức vụ giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên, có quy hoạch làm đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc có quy hoạch chức danh thứ trưởng và tương đương trở lên. Nếu là cán bộ quân đội, công an thì phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức danh cục trưởng, vụ trưởng và tương đương, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và tương đương trở lên hoặc có quân hàm từ đại tá trở lên. Người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách để làm phó trưởng đoàn ở địa phương phải là tỉnh ủy viên đang giữ chức vụ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên, có quy hoạch một trong các chức danh sau: ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên. Về độ tuổi, cán bộ công chức viên chức lần đầu ứng cử nói chung phải đủ tuổi tham gia hai khóa Quốc hội trở lên hoặc ít nhất chọn một khóa. Nam, sinh từ tháng 2 năm 1966. Nữ, sinh từ tháng 1 năm 1971 trở lại đây. Đại biểu Quốc hội chuyên trách tái cử, trừ các đồng chí ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ, 30 tháng trở lên, tính đến tháng 5 năm 2021. Nam, sinh từ tháng 8 năm 1963. Nữ, sinh từ tháng 7 năm 1968 trở lại đây. Riêng những người ứng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ quân đội, công an, thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và Luật Công an Nhân dân. Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn như Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các hội theo kết luận số 58 ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét quyết định. Đại biểu Quốc hội là cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo kết luận của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ được tính tuổi công tác như nam. Người ứng cử lần đầu sinh từ tháng 1 năm 1966, tái cử sinh từ tháng 7 năm 1963 trở lại đây. Các đồng chí không đủ tuổi tái cử nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu thì cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét bố trí công tác phù hợp hoặc giữ nguyên một số chế độ, chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Những đồng chí có nguyện vọng nghỉ chế độ trước tuổi thì giải quyết theo Nghị định số 26 ngày 9 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ và Hướng dẫn số 27 ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương. Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khi đến tuổi nghỉ hưu được giữ chức vụ công tác đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương khi đến tuổi nghỉ hưu thì thôi giữ các chức vụ và tiếp tục làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ. Về tiêu chuẩn sức khỏe, được cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận đủ sức khỏe trong thời gian không quá 6 tháng, tính đến tháng 5 năm 2021. Cụ thể, đối với cán bộ ở các cơ quan trung ương,
do Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương hướng dẫn xác định cơ sở y tế để khám sức khỏe. Đối với cán bộ ở địa phương, do Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn xác định cơ sở y tế để khám sức khỏe. Hòa chung không khí của tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thực hiện phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo tấm gương của Bác, Chi đoàn Công an thành phố Lai Châu tổ chức giải bóng đá thanh niên năm 2021. Với khẩu hiệu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chi đoàn Công an thành phố Lai Châu tổ chức giải bóng đá thanh niên năm 2021. Tham gia giải bóng đá gồm 7 đội bóng kết hợp của đoàn viên thanh niên từ các chi đoàn xã phường trên địa bàn thành phố. Qua giải bóng đá thanh niên là dịp khích lệ phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cho thanh niên, đáp ứng yêu cầu trong công tác xung kích tình nguyện trên mọi lĩnh vực. Giải đấu được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021. Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy diện tích lúa đông xuân 2020-2021 được hơn 6.770 ha, ước đạt 100% kế hoạch, trong đó cấy gần 5.400 ha, gieo thẳng 1.380 ha. Để đảm bảo thời vụ gieo cấy, ngay từ trước Tết Nguyên đán, các địa phương đã vận động nhân dân thực hiện đúng lịch gieo cấy thông qua việc chủ động ra quân, tu sửa nạo vét kênh mương nội đồng, đảm bảo đủ nước cày bừa đổ ải, chuẩn bị giống, phân bón. Cùng với đó hướng dẫn bà con thực hiện việc che phủ ni lông, chống rét cho 100% diện tích mạ, không cấy lúa vào những ngày trời rét đậm, nhiệt độ dưới 15 độ C. Các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục cử cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở, đồng hành cùng với bà con thăm đồng, theo dõi thời gian sinh trưởng để bón phân đúng thời điểm, cũng như là kịp thời phát hiện sâu bệnh hại, có biện pháp phòng trừ, không để ảnh hưởng tới năng suất lúa. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Nhùn, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong tháng 2 năm 2021 ước đạt gần 14 tỷ đồng. Quản lý điều hành, bình ổn giá sau Tết Nguyên đán, đảm bảo cung cầu hàng hóa trên thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu. Tổ chức một đợt kiểm tra liên ngành trước dịp Tết Nguyên đán tại 8 cơ sở về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua kiểm tra phát hiện một cơ sở không có giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy. Hiện nay hoạt động thương mại dịch vụ chủ yếu tập trung tại thị trấn Nậm Nhùn với 158 cơ sở kinh doanh. 10 cơ sở sản xuất đăng ký hoạt động với mức doanh thu đạt trên 10 tỷ đồng một năm. Cùng với việc tạo điều kiện về thủ tục hành chính, mặt bằng và giữ vững an ninh trật tự để các tổ chức cá nhân yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, huyện chỉ đạo tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, sản xuất hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay người dân bản Pu Chu Phìn, xã Tùa Xín Trải, huyện Sinh Hồ vẫn không có điện sinh hoạt, trong khi nhiều bản khác có điện thắp sáng thì họ vẫn phải chịu cảnh đèn dầu hoặc đèn bình ắc quy. Các hộ kiến nghị đến các ngành chức năng của huyện Sinh Hồ mong muốn được lắp đặt điện thắp sáng sinh hoạt, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi tìm đến bản Pu Chu Phìn. Đó là bản giáp danh với trung tâm xã Tùa Xín Trải, có hệ thống giao thông hoàn chỉnh, nhiều ngôi nhà sàn sát nhau. Tuy nhiên thì hệ thống lưới điện trung thế hạ thế ở nơi đây chưa được lắp đặt. Thôi thì em là một người dân trong bản, xong là em cảm thấy trong bản vẫn còn nhiều cái rất là lạc hậu. Đầu tiên là không có điện, điện đấy là điều rất quan trọng đúng không ạ? Anh em chỉ cần có điện là sẽ hy vọng nhất là cái nguồn sáng thắp sáng cho bản làm. Đấy là điều tiên. Còn cái sóng điện thoại không có lại cái đà mình rất dân bản bây giờ kiểu như con cháu đi học rất nhiều rồi. Người ta kiểu như xã hội bây giờ là thời đại không phải như bây giờ như trong bản trong làng. Kiểu như bây giờ điện không có, sống thì không có. Muốn vào mạng hay là muốn gọi điện cho bạn bè, anh em thì cũng không được. Nên là mình hy vọng là đảng, nhà nước quan tâm, hỗ trợ một cái điện nào đầu tiên cho bản trong làng. Điện đến bản làm để anh em trong bản hay là bà con trong bản có cái điểm phát triển kinh tế. Tivi điện có thì tivi có, thì nguồn sáng sẽ đến đây trong bản thì bạn bè mình cũng sẽ được quan tâm hơn và anh em sẽ được cái đấy là mình rất hy vọng. Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên với đại diện Ủy ban Nhân dân xã Tùa Xín Trải, bản Pu Chu Phìn có 38 hộ với hơn 400 nhân khẩu. Bản có 18 hộ nghèo, không có điện nên cuộc sống của những hộ dân này càng khó khăn hơn so với mặt bằng chung của xã. Tàn tiện lắm mới có vài nhà tích cóp mua được đèn năng lượng mặt trời. Chia sẻ với chúng tôi, anh Sùng A Phình, bí thư chi bộ bản Pu Chu Phìn cho biết, vào buổi tối thì mọi người chỉ trông chờ vào ánh sáng của bếp củi.
các cháu học bài cũng gặp nhiều khó khăn, nên người dân ở nơi đây mong muốn có điện để thắp sáng, được học hỏi những tiến bộ khoa học kỹ thuật, người dân mới bớt đói nghèo. Những khó khăn của bản bây giờ là thiếu về điện này. Đường thì bây giờ có rồi anh, nhưng mà nói về điện thì bây giờ nhân dân trong bản toàn dùng năng lượng mặt trời. Đấy, về phục vụ cho nhân dân thì nó chưa đảm bảo mấy. Đấy, rất mong muốn là Đảng Nhà nước quan tâm để mấy năm nữa làm điện này cho nhân dân sử dụng để thắp sáng và các cháu học sinh sau khi về nhà học tập tại nhà nó có điện để sử dụng trong học tập. Đối với xã Tùa Dinh Chảy là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Sìn Hồ. Và là cái tỷ lệ điện lưới quốc gia trong địa bàn xã hiện nay chúng ta có 9 bản chưa có điện lưới quốc gia. Thì trong thời gian tới rất là mong muốn là các có thẩm quyền đưa điện lưới về cho bà con nhân dân để thắp sáng cho bà con được hưởng cái điện lưới quốc gia. Đến bây giờ người dân vẫn không có điện để sinh hoạt là một thiệt thòi quá lớn. Chính quyền xã cũng rất mong muốn nhân dân bản Pù Chù Phìn nhận được sự quan tâm của cấp trên để cho 38 hộ dân có điện sinh hoạt và phục vụ sản xuất, giúp bà con có điều kiện để vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, Nậm Ban là xã còn nhiều khó khăn của huyện Nậm Nhùn. Nhưng thời gian vừa qua, trạm y tế xã đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Vào cuối tháng 1 năm 2021, cả nước căng mình phòng chống dịch, trạm y tế xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời triển khai xây dựng các phương án phòng chống dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả, theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, huyện và của ngành y tế. Nậm Ban là xã biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, có 6 thôn bản với 1.978 nhân khẩu, trong đó có 2 bản giáp biên giới. Hơn nữa, có nhiều người đi làm thuê ở các tỉnh bạn về địa phương. Vì vậy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn xã. Để ngăn chặn dịch bệnh, trạm y tế đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn chủ động triển khai, khai báo y tế với những người đi từ ngoài tỉnh về, để có biện pháp phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Trước tình hình COVID-19 diễn biến rất phức tạp trên thế giới và địa bàn cả nước, thì chúng tôi đã tham mưu cho ban chỉ đạo xã là xây dựng các kế hoạch, rồi là hướng dẫn các tổ tự quản cùng theo hàng ngày tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã về các biện pháp phòng chống dịch, như là thì đối với những người ở nước ngoài ấy, thì khuyên gia đình là để liên hệ với họ thì yên tâm ở bên đấy. Còn đối với những trường hợp mà đi làm xa hoặc là so với địa bàn xã Nậm Ban này thì có rất nhiều công trình thủy điện kèm theo công nhân cũng như lái xe ra vào địa bàn rất là nhiều, hoặc là người đi làm xa về thì chúng tôi đã tuyên truyền là trước khi vào địa bàn đấy là phải qua trạm y tế để khai báo cái lịch trình cụ thể để chúng tôi nắm được các yếu tố dịch tễ, yếu tố nguy cơ liên quan đến dịch bệnh để kịp thời là đưa ra những phương án xử lý hoặc là báo cáo lên ban chỉ đạo để có những biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Trạm y tế hiện có 5 viên chức, trong đó có 2 y sĩ, 1 nữ hộ sinh, 1 điều dưỡng, 1 dược sĩ. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại đến nay, viên chức trạm y tế đã nỗ lực khắc phục khó khăn, không quản vất vả, lúc nào cũng luôn trong tư thế sẵn sàng phòng chống dịch. Khi nhận được thông tin có công dân từ các tỉnh vùng dịch trở về, bất kể ngày hay đêm, đội ngũ viên chức trạm vẫn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trạm đã phối hợp với cấp ủy các ban ngành đoàn thể xã, thường xuyên tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch để có hiệu quả. Khi tiếp nhận, viên chức trạm đã thực hiện việc khám sàng lọc, đo thân nhiệt, phun khử trùng tại chỗ, cung cấp thông tin về dịch bệnh, đồng thời hướng dẫn công dân cách phòng bệnh cho bản thân và những người xung quanh. Đơn vị đã tiếp nhận hơn 100 người từ nước bạn trở về và 2 trường hợp từ vùng dịch ở trong nước về, hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Tôi về đến nhà, tôi vào trạm để kiểm tra sức khỏe, thật là như thế nào. Tôi khai báo để lên ăn cho cộng đồng. Bắt là cái bản quần ô này, thì cán bộ xã cũng như về tận nhà tuyên truyền cho bà con phòng chống cái bệnh COVID.
rất là nhiều rồi. Bây giờ là bà con đi đi đâu đi chợ cũng là phải đeo khẩu trang, nếu không ai cũng không đeo khẩu trang thì lại công an người ta gặp thì người ta phạt là một người là 3 triệu. Bây giờ là dân cũng tình hiểu rồi, là đi đâu phải có khẩu trang. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và của huyện, trạm y tế đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể đi đến từng hộ gia đình, rà soát các trường hợp người đi làm thuê trở về địa phương, người đến từ vùng dịch để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vận động hướng dẫn người dân khai báo y tế. Trạm đã phối hợp truyền thông cho người dân, hướng dẫn cách rửa tay, cách đeo khẩu trang. Trong thời gian tới, trạm y tế Nậm Ban sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh. Tai nạn giao thông từ lâu đã trở thành một vấn đề nóng của xã hội. Nhận biết rõ vấn đề này, thời gian qua trường tiểu học số 2 đã thường xuyên tuyên truyền giáo dục học sinh ý thức chấp hành luật giao thông, góp phần giúp học sinh nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, đồng thời xây dựng văn hóa giao thông trong học đường. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Một tiết học được các giáo viên trường tiểu học số 2 lồng ghép giảng dạy, hướng dẫn các em học sinh về kiến thức an toàn giao thông, cách nhận biết và tuân thủ các biển báo trên đường. Với mỗi tiết học được lồng ghép như thế này, các em học sinh của nhà trường sẽ được cung cấp các kiến thức về luật giao thông, những hành vi vi phạm trong khi tham gia giao thông, đặc biệt thông qua những tình huống giao thông. Các em sẽ hiểu hơn về luật giao thông để có thể tự bảo vệ bản thân và tuyên truyền cho người thân cùng hiểu. Cháu thường nhắc bố mẹ khi đi phải đội mũ bảo hiểm. Nếu bố mẹ đi nhanh thì cháu sẽ bảo bố mẹ giảm tốc độ lại ạ. Trong mỗi tiết học thì chúng tôi đều đưa ra các cái tình huống để lồng ghép, tình huống cụ thể để giúp cho các con nhớ được một cách chi tiết nhất. Thế rồi ngoài các cái giờ học đấy ở trên lớp thì chúng tôi còn lồng ghép vào các cái giờ hoạt động ngoại khóa, ví dụ như là các cái giờ hoạt động trải nghiệm. Thế và một vấn đề nữa đó là chúng tôi phối kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể, đặc biệt là bên đội, bên đoàn đấy, tổ chức các cái chương trình phát thanh măng non cho các con. Để thông qua đó thì các con nắm bắt được các cái quy định về an toàn giao thông cũng như là chấp hành tốt cái việc an toàn giao thông. Thế và một cái việc nữa đó là chúng tôi phối kết hợp với lại ban đại diện phụ huynh, thế và phụ huynh ở trong lớp đấy, để cùng phối kết hợp nhắc nhở các con trong cái vấn đề là chấp hành an toàn giao thông. Trường tiểu học số 2 thành phố Lai Châu nằm trên trục đường Trần Phú, một trong những trục đường có lượng phương tiện giao thông đi lại rất lớn, nhất là vào những giờ cao điểm. Xuất phát từ thực tế đó, từ lâu, nhà trường rất chú trọng công tác tuyên truyền về an toàn giao thông đến các em học sinh và phụ huynh. Bên cạnh việc phối hợp với phụ huynh trong các tiết sinh hoạt chào cờ, các buổi ngoại khóa, nhà trường cũng đã mời lực lượng cảnh sát giao thông, cũng như các đơn vị hướng dẫn lái xe an toàn trên địa bàn, đến tuyên truyền cho học sinh về luật giao thông, những điểm cần lưu ý khi tham gia giao thông. Nhờ vậy, các em có thêm kiến thức về luật giao thông, nhất là luật giao thông đường bộ, và hình thành thói quen ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Công tác đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh được đánh giá là một cái nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch hoạt động năm học, được thể hiện cụ thể như sau. Thứ nhất là chúng tôi phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, sát với cái tình hình thực tế trên địa bàn và dựa trên cái số lượng học sinh của nhà trường. Ví dụ như là trường tiểu học số 2 chúng tôi nằm trên cái trục đường Trần Phú, rất đông phương tiện vào giờ cao điểm. Chúng tôi phải xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể trong công tác hỗ trợ phân luồng giao thông tại cổng trường ở cuối buổi học cho các tổ chức và các cá nhân trong nhà trường. Nhiệm vụ thứ hai là chúng tôi tăng cường công tác giám sát của ban giám hiệu trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ. 3. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tăng cường cái nhận thức cho học sinh trong việc tham gia giao thông với những kỹ năng tự bảo vệ bản thân và tự tuyên truyền đến phụ huynh và gia đình. Thứ tư là chúng tôi sẽ tranh thủ sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong công tác đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh. Có thể thấy nhờ sự chủ động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng cùng việc tổ chức giảng dạy tốt các nội dung về an toàn giao thông theo quy định, mà ý thức của các em học sinh đã dần được nâng cao, tình trạng mắc lỗi khi tham gia giao thông, gây mất an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng phần đường đã giảm đáng kể. Các em đã dần hình thành ý thức tự giác tuân thủ chấp hành luật khi tham gia giao thông, tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện, làm cơ sở để từng bước hình thành văn hóa giao thông ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Chuyển sang một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều qua tại Hà Nội, đại diện Bộ Y tế cho biết Việt Nam đang đàm phán với nhiều nhà sản xuất vaccine COVID-19 như Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Gamaleya, Sputnik V để có thể tiếp cận với tất cả các nguồn cung ứng vaccine nhằm triển khai.